Xin chào các bạn đã đến với kênh của Linh. Chủ đề của video lần này sẽ là sản phẩm điểm tựa đầu tư của Manulife, và cụ thể hơn là với cái kế hoạch nâng cao. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ về cách tính cái giá trị tài khoản hợp đồng đối với sản phẩm này bằng một cái công cụ, đó chính là một bảng Excel. Thì đây chính là cái bảng Excel mà mình đã chuẩn bị để tính được cái giá trị tài khoản của sản phẩm điểm tựa đầu tư kế hoạch nâng cao. Để sử dụng cái bảng này thì chúng ta sẽ cần có những cái dữ liệu đầu vào, và mình sẽ lấy các cái dữ liệu đó ở trong một cái bảng minh họa ở đây. Thì đây là một cái bảng minh họa mẫu mà mình đã chuẩn bị với một số thông tin cơ bản, ví dụ như là người được bảo hiểm này, là một khách hàng nam 35 tuổi tham gia sản phẩm điểm tựa đầu tư kế hoạch bảo hiểm nâng cao. Các bạn lưu ý một điểm này là với cái sản phẩm này thì nó sẽ các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái kế hoạch là nâng cao hoặc là cơ bản, và hai cái kế hoạch này thì nó sẽ có một cái điểm khác nhau về khi mà tính cái giá trị tài khoản. Trong video này thì mình sẽ chỉ nói về cái kế hoạch nâng cao thôi. Và số tiền bảo hiểm trong ví dụ này là 1 tỷ đồng với mức phí cơ bản một năm là 12 triệu. Khách hàng này không có tham gia sản phẩm bổ trợ và có đầu tư thêm, có một khoản đóng thêm là với số tiền là 10 triệu một năm. Như vậy tổng phí hàng năm mà khách hàng đóng sẽ là 22 triệu. Khi mà tham gia vào sản phẩm này thì khách hàng có thể lựa chọn vào một trong vào các cái quỹ đầu tư, các quỹ đơn vị, một trong 6 quỹ đơn vị. Các bạn có nhìn thấy ở đây. Quỹ bảo toàn, tích lũy, ổn định, cân bằng, phát triển và tăng trưởng. Thì trong ví dụ này khách hàng đầu tư lựa chọn đầu tư vào hai quỹ là phát triển với tỷ lệ là 30% và tăng trưởng là 70%. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có thấy ở trong bảng minh họa này nó sẽ có chia ra thành hai cái trường hợp là cái mức tỷ suất đầu tư thấp và tỷ suất đầu tư cao. Thì cái tỷ suất đầu tư thấp và đầu tư cao này nó sẽ được quy định trước ở đây. Đây là các quỹ đơn vị với hai mức tỷ suất thấp cao được quy định trước để minh họa. Và chúng ta có thể thấy ở đây là quỹ phát triển mức cao là 8%, tăng trưởng là 8,7%, mức thấp là 1,8 và 1,3%. Thì mình sẽ đưa tất cả các cái dữ liệu này vào trong cái bảng Excel vừa rồi. Khách hàng này đầu tư vào hai quỹ phát triển 30% và quỹ tăng trưởng là 70%. Tài khoản đóng thêm cũng tương tự như vậy. Tỷ suất đầu tư năm, mình sẽ lấy ví dụ ở mức cao đi. Với mức cao của quỹ tăng trưởng là 8,7%. Quỹ phát triển là 8%. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập các thông tin về phí bảo hiểm. Thì ở đây phí bảo hiểm cơ bản trong ví dụ này sẽ là 12 triệu một năm. Ở đây do mình đang lấy đơn vị là 1.000 đồng nên ở đây mình sẽ chỉ nhập vào đây là 12.000 thôi. Và thực tế nó sẽ là 12 triệu một năm. Phí đóng thêm, cái hàng này sẽ đóng thêm mỗi năm là 10 triệu. Như vậy các bạn có nhìn thấy là các cái cột tiếp theo nó đã được tự động tính. Ví dụ như là cột phí đóng theo năm nó sẽ bằng phí đóng cơ bản cộng với phí đóng thêm. Cột phí đóng cộng dồn nó sẽ bằng cộng dồn các năm. Ở cột tiếp theo là chi phí ban đầu. Thì như các bạn đã biết, đối với dòng sản phẩm bảo hiểm đầu tư này thì khi mà chúng ta đóng phí vào thì chúng ta sẽ bị mất đi một cái khoản gọi là khoản đầu tiên là chi phí ban đầu. Và cái khoản chi phí ban đầu này nó sẽ được tính theo một cái tỷ lệ được quy định trước. Với cái tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản là 65%, 50, 35 và 2% từ năm hợp đồng thứ tư trở đi. Còn với cái khoản đóng thêm thì sẽ giữ mức cố định 2%. Thì như vậy chúng ta có thể tính được cái chi phí ban đầu tương ứng với từng khoản phí cơ bản và đóng thêm. Ví dụ như phí bảo hiểm cơ bản. Năm thứ nhất, khách hàng đóng 12 triệu vào thì sẽ mất đi 65% cho chi phí ban đầu, tương ứng với 7 triệu 8. Với phí đóng thêm thì khách hàng sẽ mất 2% trên 10 triệu, tức là 200 nghìn. Và tổng chi phí ban đầu nó sẽ là 8 triệu cho năm thứ nhất. Và có tiếp theo là phí bảo hiểm được phân bổ. Thì phí bảo hiểm được phân bổ thì nó sẽ chính bằng cái phí đóng trừ đi chi phí ban đầu. Và nó sẽ được tính toán tương ứng ở trên từng cái tài khoản. Ví dụ như là với tài khoản cơ bản
thì phí được phân bổ vào tài khoản cơ bản nó sẽ đâu, nó sẽ bằng phí bảo hiểm cơ bản trừ đi chi phí ban đầu cho phí bảo hiểm cơ bản, tức là 12 triệu trừ đi 7 triệu 8 và ra con số là 4 triệu 2. Tức là với năm hợp đồng thứ nhất, khách hàng này đóng 12 triệu vào tài khoản cơ bản thì sẽ mất đi 4 sẽ mất đi 7,7 triệu 8 cho chi phí ban đầu và chỉ còn 4 triệu 2 là được đưa vào tài khoản cơ bản và nó mang đi đầu tư. Tương tự như vậy với phí đóng thêm. Khách hàng này đóng 10 triệu vào thì mất 200 nghìn và chỉ còn 9 triệu 8 được đưa vào tài khoản đóng thêm. Như vậy là tổng năm thứ nhất khách hàng này đóng phí là 22 triệu thì sẽ mất đi 8 triệu cho chi phí ban đầu và chỉ còn 14 triệu được đưa vào hai tài khoản cơ bản và đóng thêm và được mang đi đầu tư. Ở cột tiếp theo chúng ta sẽ có mình sẽ nói với trước về cái phí bảo hiểm rủi ro. Thì phí bảo hiểm rủi ro này nó sẽ được áp dụng cho riêng cho cái khách hàng này. Khách hàng với những thông tin chúng ta vừa mình vừa đề cập ấy, khách hàng nam 35 tuổi, nhóm nghề 1 và số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng. Và cái thông tin về cái phí bảo hiểm rủi ro này thì mình sẽ lấy ở trong cái bảng minh họa vừa rồi. Cụ thể đây, trong cái bảng minh họa về chi tiết phí bảo hiểm và các loại chi phí thì đây chính là cái chi phí bảo hiểm rủi ro mà chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy hai cái cột là tương ứng với tỷ suất đầu tư thấp và tỷ suất đầu tư cao. Thì các bạn có nhìn thấy là ở hai cột này thì nó đều bằng nhau. Vì với kế hoạch nâng cao ấy, thì cái số tiền bảo hiểm và cũng như là cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ giống nhau. Nó sẽ không thay đổi do cái số tiền chịu rủi ro nó luôn giữ ở mức cố định. Còn khi mà chúng ta xem đến cái phần kế hoạch cơ bản thì cái cột này, hai cột này nó sẽ khác nhau. Thì ở trong một cái video khác mình sẽ nói cụ thể hơn. Mình sẽ nhập các thông tin này vào trong cái bảng Excel vừa rồi. Đây các bạn có nhìn thấy đây, năm thứ nhất là 2 triệu 1 và đến năm thứ 20 là 10 triệu. Tất cả thông tin ở đây. Tiếp theo là một cột liên quan đến phí quản lý hợp đồng. Thì phí quản lý hợp đồng này nó sẽ được quy định trước theo từng năm. Chúng ta sẽ cùng xem ở đây. Đây chính là quy định về cái phí quản lý hợp đồng. Nó sẽ được quy định theo từng từng năm dương lịch. Ở đây các bạn nhìn thấy ở đây. Ví dụ như từ năm thứ năm 2020 sẽ là 35.000 này. Và mỗi năm tiếp theo thì nó sẽ tăng lên 2.000. Thì các bạn lưu ý là một điểm đó là ngày chúng ta lập cái bảng minh họa này đó là ngày 22 tháng 10 năm 2021. Vậy nên bắt đầu từ tháng hợp đồng đầu tiên nó sẽ là 37.000 và các năm tiếp theo nó sẽ mỗi năm tăng thêm 2.000. Và mình sẽ nhập các thông tin này vào trong cái bảng minh họa à bảng Excel vừa rồi. Nhưng mình sẽ không nhập vào đây mà mình sẽ nhập thông tin đó ở phần bên này. Đây chính là cái cột mà chúng ta sẽ nhập cái phần phí quản lý hợp đồng. Các bạn có nhìn thấy như mình đã nói đúng không ạ? Cái bảng minh họa mẫu vừa rồi chúng ta được lập vào tháng 10 năm 2021. Vậy nên cái tháng đầu tiên nó sẽ là tháng 10, sẽ là 37.000. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2021 và đến tháng 4, tháng hợp đồng thứ tư thì nó sẽ sang năm dương lịch năm 2022. Vậy nên cái phí quản lý hợp đồng nó sẽ tăng lên là 39.000. Tương tự như vậy các năm sau thì tổng cái phí quản lý hợp đồng năm thứ nhất nó sẽ là 462.000. Quay lại với cái bảng minh họa mẫu ở cái phần phân bổ phí, minh họa phân bổ phí thì ở đây trong cái bảng minh họa này thì Manulife đang không chỉ rõ ra cái phí quản lý hợp đồng ở đây mà nó gộp chung với cái phí ban đầu. Mà nó sẽ ra con số ở năm hợp đồng thứ nhất là 8 triệu 462 nghìn. Thì nó sẽ bằng chính bằng cái chi phí ban đầu ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây cộng với phí quản lý hợp đồng. Nó sẽ ra con số tổng là 8462. Thì ở đây chỉ đơn giản là mình trong cái bảng Excel này mình sẽ tách ra để các bạn dễ hiểu hơn. Còn ở trong bảng minh họa mẫu thì
Manulife sẽ gộp chung hai khoản phí này với nhau, tức là cộng chung 5.2 là 6686. Đây các bạn nhìn thấy ở đây, con số sẽ là 6686. Thì sau khi nhập các thông tin này vào thì cái giá trị tài khoản hợp đồng nó sẽ được tính toán một cách tự động bằng các công thức mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thì mình có thể lấy ví dụ ở đây, năm thứ nhất giá trị tài khoản hợp đồng đó là 12 triệu 437 nghìn. Chúng ta sẽ cùng xem so sánh với cái bảng minh họa. Đây, đây chính là cái bảng minh họa thể hiện cái giá trị tài khoản hợp đồng đây. Với mức tỷ suất đầu tư cao. Chúng ta đang lấy ví dụ với mức tỷ suất đầu tư cao đúng không ạ? Thì giá trị tài khoản hợp đồng năm cuối năm hợp đồng thứ nhất nó sẽ bằng 12 triệu 437 nghìn. Nó chính bằng con số chúng ta tính toán ở đây. Tương tự như vậy với các năm tiếp theo, ví dụ như đến năm thứ hợp đồng 20, ở đây mình tính toán được là 938,1 triệu. Đây con số trong bảng minh họa là 938 triệu và 089 nghìn, tức là sẽ có một chút sai lệch, một chút sai số. Và thực ra cái sai số này nó cũng không quá lớn. Ở đây chúng ta cùng xem là 938,089. Tức là sau 20 năm thì cái sai lệch sai số nó chỉ là 62.000 thôi. Sai số rất là nhỏ đúng không ạ? Thì cái sai số này thì nó đến từ khi mà từ cái sai sai số sai lệch trong cái việc làm tròn. Ở câu tiếp theo thì mình cũng có các thông tin liên quan đến các khoản thưởng. Ở đây chúng ta có nhìn thấy ở đây. Ví dụ năm thứ 3 khoản thưởng là 218.000. Năm thứ 4 là 1 triệu. Đây, 218, 1 triệu. 21, 23 năm thứ 9, năm thứ 10 là 18 triệu. 21, 23. Tất con số này đều khớp với cái bảng minh họa này. Ở câu tiếp theo là mình đã tính toán riêng cho từng cái tài khoản cơ bản và đóng thêm. Các bạn nhìn thấy đây. Tài khoản cơ bản năm hợp đồng thứ 20 là 329 triệu. Và đầu tư thêm, cái tài khoản đầu tư thêm là 608 triệu. Đây, chúng ta có thể nhìn được cái bảng cái giá trị tài khoản của từng tài khoản cơ bản và nâng cao ở dưới này. Với mức tỷ suất đầu tư cao, giá trị tài khoản cơ bản vào năm hợp đồng thứ 20 là 329 triệu. Đây, 329 triệu. Còn đối với tài khoản đóng thêm là 608,8 triệu. Đây, chính bằng con số này. Ở cột tiếp theo nữa thì mình tính toán cho cái từng cái đơn vị quỹ, xin lỗi, từng cái quỹ đơn vị, giá trị tài khoản của từng quỹ đơn vị. Các bạn có thể nhìn thấy tương ứng theo từng năm thì mỗi quỹ đơn vị nó sẽ có cái giá trị tài khoản là bao nhiêu. Ở phía cuối này thì mình đã tính thêm một cái điểm nữa, đó chính là cái phí hủy hợp đồng cũng như là cái giá trị hoàn lại tương ứng. Thì các bạn có thể so sánh, ví dụ như là với giá trị hoàn lại năm hợp đồng thứ nhất, ở đây mình tính toán được là 10 triệu 632 nghìn. Đây, năm hợp đồng thứ nhất 10 triệu 632 nghìn. Thì cái cách tính cái giá trị hoàn lại này chỉ đơn giản là nó bằng chính cái giá trị tài khoản hợp đồng và nó trừ đi cái phần phí hủy hợp đồng từng theo từng năm. Ở đây thì mình đã ghi cụ thể cái tỷ lệ rồi. Ở cục cuối cùng thì mình tính thêm một cái thông tin nữa, đó là chênh lệch thực tế giữa cái giá trị hoàn lại với cái phí, tổng phí mà khách hàng đã đóng. Thì đây nó sẽ giúp, cái cột này nó sẽ giúp cho các bạn biết được là giả sử như ví dụ như năm hợp đồng thứ 5 mà khách hàng này dừng hợp đồng và rút toàn bộ tiền về thì khách hàng sẽ bị lỗ bao nhiêu, sẽ nhận về, thứ nhất là nhận về theo giá trị còn lại là rõ rồi đúng không ạ, nhưng mà so với cái số tiền mà khách hàng đã, tổng số tiền mà khách hàng đã đóng thì tức là khách hàng đang bị lỗ 24,8 triệu. Và theo cái suy nghĩ thông thường mọi người ấy, thì là đến tầm phải đến năm hợp đồng thứ 8, thứ 7, thứ 8 thì khách hàng này mới có thể được gọi là hòa vốn. Thì đó là đối với cái trường hợp
cái tỷ suất đầu tư cao. Còn mình sẽ thử lại ví dụ đối với tỷ suất đầu tư thấp thì như thế nào. Tỷ suất đầu tư thấp đối với hai cái quỹ tăng trưởng là 1,3 và phát triển là 1,8. Tăng trưởng là 1,3%, phát triển là 1,8%. Thì các con số ở đây nó sẽ tự động tính toán này. Ví dụ như là giá trị tài khoản hợp đồng đến năm hợp đồng 20 nó sẽ là 440 triệu 800 nghìn. Chúng ta sẽ cùng xem. Giá trị tài khoản ở mức tỷ suất đầu tư thấp, giá trị tài khoản nó là 440 triệu 800 nghìn. Nó cũng sẽ có một chút sai số rất là nhỏ thôi. 847 và là 864. Không nhiều đúng không ạ? Thì để tính được các cái giá trị tài khoản theo từng năm này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải làm một bước nữa ở giữa, đó chính là tính cái giá trị tài khoản theo từng tháng. Và mình đã tính ở đây. Thì cái lý do của cái việc là chúng ta cần phải tính theo tháng ấy, đó là do hai cái khoản phí quản lý hợp đồng và phí bảo hiểm rủi ro ấy, thì nó bị khấu trừ theo tháng. Và chính vì nó bị khấu trừ theo tháng, vậy nên cái giá trị tài khoản của bạn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo tháng. Nên chúng ta sẽ cần phải tính chi tiết theo từng tháng như thế này. Thì ở đây phí quản lý hợp đồng thì như ban đầu mình đã nói đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhập theo tháng ở đây. Nó rõ ràng rồi. Còn với phí bên rủi ro thì phí bên rủi ro ví dụ như năm hoạt động thứ nhất ở đây thì chúng ta chỉ đơn giản là lấy phí bên rủi ro theo năm chia cho 12 thôi. Chia đều cho 12 tháng thì nó sẽ ra con số là 181.000 một tháng và tổng một năm là 2170. Nó chính bằng con số này. Năm thứ nhất đây. Thì với mình sẽ lấy ví dụ ở năm hợp đồng thứ nhất. Với năm hợp đồng thứ nhất thì khách hàng này sẽ đóng phí là cơ bản 12 triệu này. Sau đó cái khoản 12 triệu này sẽ mất đi chi phí ban đầu là 7 triệu 8 và phí cái phần phí được phân bổ nó chỉ là 4 triệu 2. Cái phần này thì chúng ta đã xem ở phần phần trước này đúng không ạ? Và 4 triệu 2 này thì nó sẽ được đưa vào các cái tài khoản tương ứng. À, mình xin lỗi. 4 triệu 2 này là được tính trong tài khoản cơ bản và nó sẽ được đưa vào các cái quỹ đơn vị tương ứng theo cái tỷ lệ. Ví dụ như với quỹ tăng trưởng ở đây, chúng ta sẽ thấy là 4 triệu 2 này nó được đưa vào quỹ tăng trưởng theo cái tỷ lệ là 70%. Thì 70% của 4 triệu 2 thì nó sẽ ra con số là 2 triệu 24 2940. Và quỹ phát triển là 1260. Thì tổng hai con số này nó sẽ bằng 4 triệu 2 luôn. Thì sau mình sẽ lấy ví dụ ở quỹ tăng trưởng luôn nhé. Thì khi mà đưa đưa cái 2 triệu 9 này vào trong quỹ tăng trưởng thì đây sẽ là có cái giá trị quỹ vào đầu kỳ, tức là vào đầu tháng thứ nhất. Thì để tính giá trị tài khoản này thì chúng ta sẽ sử dụng công thức đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lấy cái giá trị quỹ đầu kỳ này trừ đi cái phí quản lý hợp đồng và phí bảo hiểm rủi ro. Nhưng mà cũng sẽ cần phải tính theo tỷ lệ. Tại vì chúng ta phân bổ cái phí bảo hiểm vào theo theo tỷ lệ nên khi mà chúng ta trừ tiền đi, trừ phí đi thì chúng ta cũng sẽ phải trừ theo tỷ lệ. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là ví dụ như phí quản lý hợp đồng trong tháng thứ nhất thì sẽ phải khấu trừ là 37.000. Nhưng mà với quỹ tăng trưởng thì sẽ trừ được trừ 26.000 thôi vì nó theo cái tỷ lệ là 70%. Tức là 70% của 37.000 thì nó sẽ ra con số là 26.000. Tương tự như vậy với phí rủi ro. Thì với quỹ tăng trưởng vào cuối tháng hợp đồng thứ nhất nó sẽ được tính bằng cách là lấy 2940 này trừ đi hai khoản này và nhân với cái tỷ suất đầu tư theo tháng. Thì cái tỷ suất đầu tư theo tháng nó ở đây. Đây chính là cái tỷ suất đầu tư theo tháng mình đã tính ở đây. Ở phần trước chúng ta đã nhập cái tỷ suất đầu tư là theo năm. Tuy nhiên khi mà tính giá trị tài khoản thì chúng ta sẽ cần phải quy đổi vào tháng. Và ví dụ như 1,3% một năm ấy thì nó sẽ tương ứng bằng là 0,11% một tháng. Như vậy là cái giá trị quỹ tăng trưởng vào cuối tháng thứ nhất nó sẽ bằng là 2.791.000. Và quỹ phát triển nó sẽ là 1.196.000. Tương tự như vậy,
Tính với các cái tháng tiếp theo ấy, thì đến cuối tháng hợp đồng thứ 12 chúng ta sẽ có cái quỹ tăng trưởng là 1.123.000 và quỹ phát triển là 485.000. Và khi mà cộng hai khoản này lại chúng ta sẽ ra con số là 1.608. Đó là đối với tài khoản cơ bản. Do trong ví dụ này thì khách hàng còn có đầu tư thêm, vậy nên chúng ta sẽ kéo sang phần này để xem cái phần đầu tư thêm nó được phân bổ như thế nào. Thì tương tự với phí cơ bản thì phí đầu tư thêm là 10 triệu tháng thứ nhất. Sau khi trừ chi ban đầu thì sẽ còn 9 triệu 8 được phân bổ. Và 9 triệu 8 này sẽ được phân bổ theo đúng cái tỷ lệ 70-30 vào quỹ tăng trưởng và phát triển ở đây. Thì với tài khoản đóng thêm thì chúng ta sẽ không không phải khấu trừ đi kỳ phí quản lý hợp đồng và phí rủi ro. Vậy nên sau khi được phân bổ về cái từng quỹ đơn vị thì nó sẽ được mang đi đầu tư hết và tạo ra cái giá trị tài khoản, với cách tính là chỉ đơn giản là lấy cái giá trị quỹ đầu kỳ này nhân với cái tỷ suất đầu tư hàng tương ứng với từng quỹ thì nó sẽ ra con số giá trị quỹ của từng tháng. Và đến tháng thứ 12 thì chúng ta sẽ ra con số quỹ tăng trưởng là 6 triệu 9 và quỹ phát triển là 2 triệu 9. Như vậy là với tài khoản đóng thêm vào cuối năm hoạt động thứ nhất sẽ là 9942. Ở phần cuối này mình đã có một cái phần tổng hợp giá trị tài khoản đầu tư thêm cuối kỳ nó bằng 9942. Và giá trị tài khoản hợp đồng cuối kỳ nó sẽ chính bằng cái giá trị tài khoản cơ bản là bằng bằng con số này 1608 cộng với tài khoản đóng thêm thì nó sẽ ra con số là 11 triệu 550 nghìn. Thì chúng ta có thể lấy xem ở đây, quay lại với phần bên này 11 triệu 550 nghìn và quay lại với cái phần bảng minh họa gốc với cái tỷ suất đầu tư thấp 11 triệu 550 nghìn. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng một cái bảng Excel này để tính cái giá trị tài khoản của cái sản phẩm điểm tựa đầu tư. Tuy nhiên với cái bảng Excel này thì các bạn còn có thể làm được một số cái điều khác. Mình lấy ví dụ trong ở đây thì khách hàng này đang đang có cái tỷ lệ đầu tư là khách hàng này đang đầu tư vào hai quỹ với cái tỷ lệ là 70-30. Vậy giả sử những khách hàng này không muốn sử dụng cái muốn muốn thay đổi cái tỷ lệ đầu tư vào các quỹ khác, mình lấy ví dụ bây giờ khách hàng này đầu tư vào mỗi quỹ 20% ở 5 quỹ, 5 trên 6 quỹ và mỗi quỹ 20%, thì các bạn lưu ý một điểm đó là tỷ trọng mà các bạn nhập thì nó sẽ bằng phải bằng 100%, tổng với tỷ trọng này sẽ bằng 100% và các con số ở đây nó sẽ phải cần phải chia cho 5. Nếu mà các bạn nhập quá lên, ví dụ như là mình nhập thêm đây là 10% nữa thì đây nó sẽ báo đỏ ở đây, thì các bạn sẽ cần phải xem lại và tính toán điều chỉnh lại để cho nó, con số cuối cùng nó sẽ ra đúng 100%. Giả sử cái tỷ suất cái tài khoản đóng thêm cũng đầu tư tương tự như vậy. Ở đây mình lấy ví dụ như là lấy ví dụ với tỷ suất đầu tư theo theo cái tỷ suất đầu tư thấp hết đi. Đây. Cân bằng là 2,4%. Ổn định là 3,3%. Tích lũy là 3,9%. Thế đây các bạn có thể nhìn thấy khi mà thay đổi tỷ lệ đầu tư thì cái giá trị tài khoản nó cũng sẽ thay đổi. Một cái trường hợp thứ hai mà các bạn có thể sử dụng, một cái ứng dụng thứ hai đó chính là khi mà chúng ta thay đổi cái tỷ suất đầu tư, chúng ta ví dụ như chúng ta kỳ vọng cái mức tỷ suất đầu tư nó khác. Ví dụ như là với quỹ tăng trưởng, chúng ta kỳ vọng mức tỷ suất đầu tư nó cao hơn hẳn đi. Ví dụ như lúc nãy mức cao là 8,7%. Nhưng mà chúng ta kỳ vọng mức cao hơn nữa, ví dụ như là 11%. Quỹ phát triển không phải là 8% nữa mà là 9%. Quỹ cân bằng ví dụ như là 5%. Quỹ ổn định là 4%. Quỹ tích lũy là 4,5%. Thì khi mà chúng ta thay đổi cái tỷ suất đầu tư thì tất cả cái giá trị tài khoản của từng quỹ đơn vị, của từng tài khoản cũng như là các khoản thưởng và cuối cùng là cái giá trị tài khoản hợp đồng cuối kỳ nó cũng sẽ được tự động tính toán ở đây.
một cái ứng dụng nữa với cái bảng này, đó là khi mà các bạn muốn thay đổi cái thời gian đóng phí. Trong cái ví dụ này chúng ta đang giả định khách hàng này đóng phí trong 20 năm liên tục, nhưng mà không phải là ai cũng muốn đóng phí dài như vậy. Giả sử những khách hàng này thay đổi và chỉ muốn đóng phí trong 10 năm thôi và không ngừng đóng phí từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 20, và khách hàng này vẫn để hợp đồng tự chạy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái giá trị tài khoản nó cũng sẽ thay đổi. So với trường hợp vừa rồi, cái giá trị tài khoản vào năm hợp đồng thứ 20 là 811 triệu, nhưng mà nếu mà khách hàng này ngừng đóng phí từ năm thứ 11 thì đến năm hợp đồng thứ 20 thì cái giá trị tài khoản chỉ là 631 triệu, tương ứng với cái tỷ suất đầu tư ở đây. Một trường hợp nữa, à mình xin lỗi, với cái trường hợp này khi mà khách hàng ngừng đóng phí ở đây thì chỉ cũng không thể đóng phí đóng thêm được, tức là con số thực tế và giá trị tài khoản vào năm hợp đồng 20 nó chỉ là 487 triệu thôi. Để mà đầu tư thêm thì khách hàng sẽ cần phải đóng phí đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản đã thì mới được đầu tư thêm. Vậy nên nếu mà khách hàng này ngừng đóng phí cả cơ bản và đầu tư thêm từ năm hợp đồng thứ 11 thì đến năm hợp đồng thứ 20 cái giá trị tài khoản tương ứng với tỷ suất này chỉ là 487 triệu thôi. Một trường hợp nữa, đó là khi mà khách hàng thực hiện một cái quyền mà khách hàng thường được tư vấn giới thiệu, đó chính là quyền đóng phí linh hoạt. Cụ thể ở đây chính là cái đóng phí thấp hơn. Giả sử như là đến năm hợp thứ 6 khách hàng này chỉ muốn đóng phí đủ để duy trì hợp đồng thôi, hoặc là do tài chính có vấn đề khó khăn nên họ chỉ muốn đóng phí 5 triệu một năm, và đến năm thứ 10 thì các bạn có nhìn nhìn thấy ở đây cái giá trị tài khoản nó cũng thay đổi theo, tương ứng với từng cái tài khoản cơ bản và đóng thêm và với từng cái quỹ đơn vị. Thì như vậy với cái bảng Excel này thì các bạn có thể tính toán được cái giá trị tài khoản hợp đồng của cái sản phẩm điểm tự đầu tư này trong một số cái trường hợp mà cụ thể, một số trường hợp khá là phổ biến, ví dụ như thay đổi tỷ lệ đầu tư, hoặc là thay đổi cái thời gian đóng phí, hay là thay đổi mức phí đóng. Tuy nhiên như các bạn cũng có thể thấy mà mình cũng đã show cho các bạn rồi, cái bảng này khi mà tính ra thì nó vẫn có cái sai số so với bảng minh họa gốc, vậy nên nó không thể thay thế được cái bảng minh họa gốc mà các bạn nhận được từ Manulife. Tuy nhiên một điểm nữa đó là với cái sai số như các bạn có nhìn thấy đúng không ạ, sai số nó không quá lớn thì cái bảng này nó cũng có thể là một cái công cụ để các bạn có thể tham khảo khi mà xem xét về cái giá trị tài khoản đúng không ạ. Vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn về cách tính giá trị tài khoản đối với cái sản phẩm điểm tự đầu tư của Manulife, cụ thể là với cái kế hoạch nâng cao nhé, mình nhắc lại là với kế hoạch nâng cao, còn với kế hoạch cơ bản thì nó sẽ khác. Ngoài ra thì với cái công cụ Excel này thì các bạn cũng sẽ có ích cho các bạn khi mà các bạn tìm hiểu hay là các bạn cân nhắc để tính toán về cái giá trị tài khoản. Nếu mà các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì hay là có bổ sung gì cho mình thì các bạn có thể comment ở phía dưới hoặc là liên hệ với mình qua các kênh sau đây. Nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì các bạn có thể bấm like và đăng ký kênh của mình để đón chờ các video tiếp theo. Xin chào.